Tại sao netizen Trung Quốc lại tay xách tay bút đuôi nhau học tiếng Việt thời gian gần đây? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Cùng cô giáo học những câu cơ bản nhất trong tiếng Việt". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tiếng Việt khó học đến nỗi dù học đến lúc râu bạc cũng không thể học được. Việt Nam giống tiếng Quảng Đông và rất dễ học nếu bạn biết tiếng bản địa. Tiếng Việt có khó lắm không? Nếu bạn có nền tảng vững chắc về tiếng Hán cổ và kiến thức âm vị học, thì việc nói tiếng Việt sẽ đơn giản như việc ăn uống vậy. Có vẻ dễ hơn tiếng Anh các bạn nhỉ? Ngoại trừ một số âm thanh tương đồng với chúng ta, hầu hết chúng đều khác xa. Tốt nhất là tìm bạn gái người Việt để học cho nhanh. Học phát âm thật dễ dàng. Bạn đã say quá rồi phải không? Tiếng Việt hơi giống phương ngữ ở Quảng Tây và hơi giống phương ngữ Hoang ở đây. Tôi đang nghĩ về các vị vua vĩ đại của miền Nam Việt và con cháu của ông. Người xưa có nói được tiếng Việt không? Đơn giản hơn tiếng Anh một chút. Việt Nam không dùng chữ Hán sao? Nó chỉ là bính âm thôi phải không? Tôi đến từ dân tộc Choang ở Quảng Tây và tôi cảm thấy tiếng Việt là ngoại ngữ tốt nhất để học. Ở Việt Nam có rất nhiều người đẹp nữa. Cô ơi, em đang ở Việt Nam và cảm thấy tiếng Việt khó học quá. Tôi cũng mới đến Việt Nam này. Bạn đã bao giờ muốn học tiếng Việt chưa? Hãy để tôi dạy bạn. Mình cũng muốn học nhưng tiếng Việt Nam khó quá. Tiếng Việt thật dễ dàng với tôi. Nếu bạn cần dùng đến thì chắc chắn bạn có thể học tốt được. Được rồi, các bạn có ham học hỏi không vậy? Giáo viên người Việt này có trình độ tiếng phổ thông cấp 2 và tôi thậm chí còn không có trình độ tiếng Việt cấp 2 nữa. Âm Hán Việt trong tiếng Việt đều là tiếng phổ thông ở Cố Đô, Lạc Dương tôi đoán là từ thời Đông Hán đến thời Bắc Tống. Nói một cách đơn giản, Hán Việt là phương ngữ quê hương của tôi Ninh Hoa, Phúc Kiến, một ngôn ngữ được kế thừa từ tổ tiên của các hoàng gia thời Bắc Ngụy, nhà Tùy và nhà Đường. Hình như phương ngữ Triều Sơn và tiếng Việt cũng có liên quan. Tôi có thể đọc nó, nhưng nếu nó không phải bằng chữ Trung Quốc thì tôi không biết nó có nghĩa gì. Tôi đặc biệt thích giọng nói của cô giáo xinh đẹp. Cô ấy là cô giáo người Việt có nụ cười ngọt ngào và giọng nói ngọt ngào nhất trên mạng. Tôi khuyên cô giáo xinh đẹp nên dạy thêm vài bài. Bạn là con gái mà sao lại thích con gái thế? Cô giáo thu hút tôi vì cô vừa xinh đẹp vừa tài năng. Tôi hiểu rồi. Ngôn ngữ Trung Quốc cổ đại thực sự của nước Triệu, Hà Bắc, bởi vì Triệu Đà, vua nước Nam Việt, là người nước Triệu nhà Tần. Nước Nam Việt ở đâu? Các ngôn ngữ có xu hướng hội tụ hay thống nhất đơn phương? Chúng ta hãy tìm kiếm trên Baidu. Việt Nam cũng có 12 cung hoàng đạo, nhưng không có con thỏ. Cùng làm quen ở Hồ Hoàn Kiếm và cùng nhau uống cà phê nhé. Cô ơi, em nhớ cô. Phải mất rất nhiều thời gian để cập nhật video mới. Tiếng Việt không dễ học, còn khó hơn tiếng Anh. Tiếng Anh là ngoại ngữ dễ học nhất. Các ngôn ngữ khác lại khó hơn tiếng Anh. Điều quan trọng nhất là sự kiên trì. Tiếng Việt có ký hiệu ngữ âm không? Giống tiếng Khách gia, tôi biết rồi. Tôi có thể học tiếng Việt bằng cách đến trường mẫu giáo Việt Nam không? Con giáo Việt Nam xinh quá, cô giáo này cũng siêu xinh và dễ thương. Cô ơi, em học xong rồi. Trí nhớ của tôi hơi kém. Được một lúc tôi lại quên mất, nên hơi khó học. Tôi biết, nó không dễ học. Xin chào cô giáo. Làm thế nào để tôi dịch 36 chiến lược trong binh pháp Tôn Tử sang tiếng Việt? Cảm ơn. Sau khi xem nhiều lần, tiếng Quan Thoại dễ học hơn. Bạn quá hời hợt. Bởi vì bạn đang ở Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc sang các nước khác thì nó khó học hơn tiếng Việt rất nhiều. Tiếng Trung được xếp vào top 5 ngôn ngữ khó nhất thế giới. Tôi muốn mua sách từ Trung Quốc và Việt Nam. Tôi có thể thêm bạn trên WeChat không? Chị ơi, sao chị không cập nhật video và đọc chậm lại, đầu óc tôi trống rỗng quá. Giáo viên là người nói tiếng Trung chuẩn nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã hiểu, nó hoàn toàn giống với tiếng Khách gia. Cách phát âm từ hiểu trong tiếng Việt có phải là một biến thể của cách phát âm từ giao không? Nghĩa cổ của giao có nghĩa là rõ ràng. Đó không phải chỉ là một cách diễn đạt khác sao? Tiếng Việt có nhiều từ Hán Việt và rất thân thiện với người Hoa. Tôi đã nhận ra điều này khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng không ai nói nó như vậy nữa. Sự xâm lược của tiếng phổ thông là nghiêm trọng. Từ tôi trong tiếng Việt dường như hiếm khi được sử dụng trong văn nói tiếng Anh. Có vẻ như từ anh và em được sử dụng thường xuyên hơn. Chủ ngữ và vị ngữ giống như trong tiếng Trung. Tôi đã xem lớp học của cô trên Baidu. 2 năm trở lại đây, văn hóa Việt ngày càng có sức ảnh hưởng lớn. Nhiều ca khúc thần thánh trên Internet mang đậm chất Việt Nam. Tiếng Việt của cô Thanh Nga rất chân thực. Cách phát âm của họ có phần giống với một số phương ngữ Trung Quốc có chứa âm thanh cổ xưa. Phải chăng cũng vì nó hấp thụ một phần cách phát âm của các từ
và câu cổ từ thời nhà Tùy và nhà Đường. Tiếng Việt tương đương với tiếng Quảng Đông. Cái này khó phát âm quá. Tiếng Việt tôi chấp nhận và tôi hiểu, giống tiếng Quảng Đông. Tôi đã học được một chút. Khi bạn ra nước ngoài, bạn được chào đón bởi người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi. Bạn đã dạy tôi hiểu điều đó. Nó có rất gần với phương ngữ Sán đầu Triều Châu và phương ngữ Phúc Kiến không? Hóa ra chữ tiếng Việt gần giống chữ tiếng Anh. Tôi không thể phát âm nó, không thể nhớ nó. Cách phát âm mà tôi hiểu cũng giống như trong tiếng Quảng Đông, đó là nghĩa trong văn học Trung Quốc cổ đại. Thưa cô, tôi không thể đọc và hiểu được. Tôi có thể đi sang đó được không? Tôi thấy bạn nói tiếng Việt, dần dần tôi cũng hiểu được chút ít. Thầy ơi, từ ý và từ biết cùng một thanh, nhưng sao phát âm không giống nhau chút nào? Do âm thanh kết thúc khá đột ngột. Cảm giác như đang học tiếng Việt giả vậy. Sau khi học tiếng Trung và bây giờ học tiếng Việt, lưỡi và miệng tôi không còn ngoan ngoãn nữa. Tôi muốn học nó vào lúc nửa đêm. Cách phát âm này quá khó. Nếu người Trung Quốc dễ lấy vợ như vậy thì hãy quên việc học đi, nếu không sẽ vô ích. Cô ơi, em nhớ cô dạy ở trường đại học sư phạm. Trước đây em đã học lớp tiếng Việt của cô. Cô ấy cũng dạy bán thời gian ở trường đại học sư phạm và dạy tôi. Học xong tôi cảm thấy mình không thể thở dễ dàng. Tiếng Trung của bạn rất tốt. Cảm ơn bạn đã giải thích, tôi đang học tiếng Việt. Nếu một cô gái xinh đẹp dạy học như thế này mỗi ngày, mọi người sẽ học được. Bây giờ cô có ở Việt Nam không? Cách phát âm tiếng Việt của tôi rất buồn cười. Tôi học xong rồi này. Tiếng Việt không phải chỉ là bính âm cổ của Trung Quốc thôi sao? Tại sao tôi nên học tiếng? Bạn có đến biên giới Trung Quốc, Việt Nam để dạy những người buôn bán nhỏ ở đó không? Tôi làm việc ở Việt Nam, tôi muốn học hỏi. Cách phát âm tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Trung Quốc. Tiếng Việt cũng là hậu duệ của tiếng Trung Quốc chúng ta. Có nhiều cách phát âm rất giống nhau. Tôi ở Quảng Tây, giáp danh với tỉnh Cao Bằng ở Việt Nam. Thác Xuyên quốc gia Trung Việt nằm ở ngã ba giữa huyện chúng tôi và Việt Nam. Tiếng Việt kết hợp nhiều từ vựng tiếng Zhuang, tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Pháp nên tôi học không khó. Ngữ pháp tiếng Việt rất giống với tiếng Zhuang của Trung Quốc. Các phương ngữ khác nhau ở Việt Nam khi học có thể hiểu được lẫn nhau không? Chúng tôi ở miền Nam Trung Quốc, thậm chí không thể hiểu được phương ngữ khác trong nước ngay cả ở ngoài quận. Tôi đi Hà Nội vào Buôn Ma Thuột, liên lạc không có vấn đề gì. Trong tiếng Việt, không có nhiều sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Có một chút giọng khác là chuyện bình thường khi tôi đi đến miền Bắc và miền Nam Việt Nam, về cơ bản là ổn. Cô ơi, cô đã kết hôn chưa? Cậu bé, cậu có một ý tưởng không tồi. Nhưng tôi khuyên bạn nên thành thật với bản thân. Đừng nghĩ quá nhiều về một người có năng lực và ngoại hình tốt. Khi học tiếng Việt, bạn nên tập trung vào việc học, đừng chỉ nhìn vào cô giáo. Cầu mong ước muốn kết hôn với cô sẽ thành hiện thực vào năm 2025. Tôi chưa học tốt tiếng Trung nhưng tôi vẫn đang học tiếng Việt. Họ muốn lừa tiền của các ông già Trung Quốc một lần nữa. Tôi ước gì trên thế giới không có phụ nữ Việt Nam nói dối. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể đưa ra một số kết luận về suy nghĩ của họ về Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc có hứng thú học tiếng Việt, với sự quan tâm đặc biệt đến những yếu tố lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa có liên quan giữa Trung Quốc và Việt Nam. Họ nhận ra mối liên hệ giữa tiếng Việt và các phương ngữ Trung Quốc, như tiếng Quảng Đông, Zhuang và một số ngôn ngữ cổ đại khác. Điều này tạo cảm giác gần gũi, giúp một số người thấy dễ học hơn, dù nhiều người vẫn cho rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ khó. Một số người bình luận về lợi ích khi học tiếng Việt để thuận lợi cho công việc tại Việt Nam. Việt Nam được coi là một thị trường phát triển với nhiều cơ hội việc làm và là một điểm đến phổ biến để học tập và làm việc. Nhiều người Trung Quốc thể hiện sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp và tính cách của người Việt, đặc biệt là các giáo viên dạy tiếng Việt. Họ cho thấy sự yêu mến với sự ngọt ngào và thân thiện của các giáo viên, điều này khiến việc học tiếng Việt trở nên thú vị hơn. Mặc dù có sự quan tâm, nhưng nhiều netizen cho rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ khó học, nhất là về phát âm và ký tự. Một số người coi tiếng Việt phức tạp hơn tiếng Anh, trong khi một số người lại thấy nó đơn giản hơn, vì có những âm thanh tương tự với phương ngữ Trung Quốc. Một vài bình luận cho thấy sự hài hước, đặc biệt là những bình luận liên quan đến cách học và sự thu hút của giáo viên. Cũng có những bình luận có phần châm biếm, như đề cập đến những khó khăn khi phát âm hoặc những rào cản về văn hóa. Nhìn chung, netizen Trung Quốc cho thấy sự tò mò và mối quan tâm lớn với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, nhưng cũng cảm nhận được thử thách trong việc học và giao tiếp.